Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để bán USDT ra VNDC trên sàn PancakeSwap. Và KTV sẽ thao tác trên cái ví Trust Wallet. Quý vị có thể sử dụng ví MetaMask hoặc là ví Savepa. Rồi thì trước hết quý vị hãy vào cái biểu tượng phía bên trên góc tay phải màn hình để bật cái token là VNDC lên. Ở ô tìm kiếm quý vị hãy đề là VNDC. Ok, và quý vị chọn cái VNDC BEP20 để bật nó lên này. Tiếp theo quý vị hãy vào trình duyệt và quý vị đánh địa chỉ là bscscan.com. Rồi, ở ô tìm kiếm này quý vị hãy đề là VNDC để lấy cái smart contract. Rồi quý vị chọn cái vndc.io này. Quý vị tìm đến cái từ contract và bấm chọn copy này. Rồi sau khi copy xong, quý vị trở lại cái ví chớp. Quý vị hãy vào trình duyệt này. Quý vị hãy vào cái PancakeSwap. Đây. Lần đầu kết nối ví với sàn thì nó sẽ yêu cầu connect, quý vị hãy chọn unlock wallet này. Rồi quý vị chọn là trust wallet luôn này. Ở đây KTV sẽ để là bản V2 thì cái PancakeSwap nó mới có cái bản V2 là bản cập nhật mới. Rồi cái ô select a currency này quý vị hãy chọn này. Quý vị hãy dán cái contract vừa copy vào cái ô này. Rồi quý vị chọn app này. Rồi quý vị chọn VNDC. Vì là lần đầu quý vị hãy add cái smart contract vào, còn lần sau quý vị không cần phải add, quý vị chỉ cần gõ VNDC là nó sẽ ra. Rồi cái OBLB này này, quý vị lưu ý này, quý vị bắt buộc phải có BLB BEP20 ở trên cái ví này để làm phí giao dịch. Và quý vị muốn bán BLB ra VNDC thì quý vị để nguyên là BNB. Còn ở đây KTV bán BUSD nên KTV sẽ chọn và đánh vào cái ô tìm kiếm này này, BUSD. Còn quý vị có USDT thì quý vị cũng chọn là USDT. Rồi cái ô from này quý vị hãy nhập số lượng mà quý vị muốn bán. Ở đây ví dụ KTV sẽ chọn là max. Ok chưa? Rồi quý vị chọn vào upload này để đồng ý. Quý vị chọn gửi. Quý vị chờ trong giây lát. Rồi quý vị chọn vào swap này. Rồi quý vị vào confirm swap để xác nhận này. Ok, quý vị chọn gửi này. Và quý vị để ý này, đây là cái phí mạng này này, 0,6 đô này. Rồi quý vị có thể close cái này đi và chờ trong giây lát. Nó đang pending đấy ạ. Ok, vẫn là được rồi đấy. Quý vị có thể vào đây để kiểm tra xem nó. Rồi, đã swap thành công rồi đây này. Quý vị có thể tắt cái này đi để trở lại cái màn hình của ví chính. Rồi, quý vị chọn vào ví này. Đây. Thì đây là cái VNDC này. Đó. Ok. Bây giờ quý vị hãy rút cái VNDC từ cái ví chớp về cái ví VNDC thì quý vị hãy vào cái VNDC Wallet Pro. Quý vị hãy lấy địa chỉ VNDC này, ok chưa? Lấy địa chỉ này. Rồi quý vị kéo sang bên tay trái để chọn là cái BEP20. Rồi quý vị hãy copy cái địa chỉ BEP20 này. Đó đã sao chép. Quý vị trở lại cái ví chớp
và chọn vào VNDC, quý vị chọn gửi này. Quý vị hãy dán cái địa chỉ vừa copy bên cái ví VNDC vào đây. Ok chưa? Dán nó vào đây này. KTV sẽ chọn dán luôn này. Đó. Và ở ô phía dưới quý vị hãy nhập số lượng. Ở đây KTV sẽ chọn tối đa đi. Rồi, quý vị chọn vào tiếp theo này. Rồi, quý vị chọn gửi này. Ok, quý vị chờ trong giây lát. Trong khi chờ đợi, quý vị có thể bấm vào đây để kiểm tra. Rồi quý vị chọn vào thêm các chi tiết đây này. Đây, trạng thái gửi thành công rồi này. Và phí giao dịch đây này là 0.00211445 BNB thì nó tương đương với lại 0.11 USDT. Ok chưa? Rồi bây giờ quý vị có thể trở lại cái ví VNDC để kiểm tra xem là VNDC gửi từ cái ví chốt về ví VNDC đã thành công chưa? Đó, thì ở đây này, VNDC Wallet nó đã báo gửi thành công rồi. Đây, quý vị chọn vào cái số 1 đỏ đỏ này. Ok, bạn vừa nhận được 755 VNDC này. Rồi, vậy là giao dịch đã thành công. Và việc tiếp theo, quý vị muốn bán VNDC để rút về ngân hàng thì quý vị vào bán. Đây, quý vị chọn bán VNDC. Quý vị có thể bán online trực tiếp hoặc là bán qua đối tác kinh doanh. Ok, và cái việc này thì quý vị cứ thao tác theo các hướng dẫn ở trên cái ví VNDC này. Rồi, và quý vị nếu ai chưa có cái ví VNDC, quý vị hãy đăng ký theo đường link mà KTV để bên dưới video này. KTV xin kết thúc video tại đây.